về Sài Gòn dưới sắc đỏ cùng với chương trình Bản giao hưởng Đông Tây số đặc biệt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vừa qua, tòa nhà cao nhất cả nước Landmark 81 vừa được khai trương ở thành phố Hồ Chí Minh và có thể nói rằng một lần nữa, người dân thành phố lại được chứng kiến tầm vóc phát triển ngày càng khang trang hiện đại của Sài Gòn. Tuy nhiên, thì ở đâu đó trong thành phố này vẫn có những nét kiến trúc hàng trăm, hàng nghìn năm tuổi. Dạo quanh một vòng trung tâm thành phố, chúng ta sẽ cảm thấy một màu sắc rất đổi thân thuộc. Đó là màu sắc đỏ hồng tỏa ra từ những bức tường gạch và mái ngói rêu phong. Và công trình kiến trúc mang sắc màu đỏ toàn bích ấy chính là nhà thờ Đức Bà. Dưới cảnh nắng chói chang của ban ngày, sắc màu ấy lại càng trở nên rạng rỡ hơn. Nhưng đặc biệt là khi đến mùa mưa thì sắc màu ấy lại được dịp xua tan đi cái không khí ảm đạm cho những ai đi qua nơi đây. Kính thưa quý vị, đặc biệt người Sài Gòn khi mà nhắc về nhà thờ Đức Bà thì người ta hay dùng những cái từ bình dị và thân mật như là nhà thờ đỏ, hay nói tiếng Hán đó là Hồng Giáo Đường. Và trùng hợp thay là ở Trung Hoa, sắc đỏ cũng là màu tượng trưng cho hạnh phúc, cho cát tường, cho may mắn. Và nó rất được ưu ái trong các công trình kiến trúc của người Hoa. Rẽ một chút sang khu vực chợ lớn, một khu vực được mệnh danh là phố Trung Hoa trứ danh ở đất Sài Gòn, thì ta càng dễ dàng nhận thấy hơn màu sắc truyền thống của người Trung Hoa trong chùa, đình, hội quán đều mang gam màu đỏ đặc trưng, bắt mắt và uy nghi. Với người Hoa thì yếu tố màu sắc đỏ có yếu tố làm lên sức sống nè, rồi khát vọng trường tồn và bất biến. Kính thưa quý vị, văn hóa của Sài Gòn là giao điểm của rất nhiều những nền văn hóa khác nhau. Nhưng chủ yếu đó là văn hóa bản địa, văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Tuy nhiên thì đối với Minh Vân thì Minh Vân rất là ấn tượng với lại một kiến trúc mà có kết hợp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Đó là kiến trúc nhà thờ Cha Tam. Kính thưa quý vị, khi mà những cái lúc mà Vân đi qua đó, những cái giây phút đầu tiên mà Vân bắt gặp á, Vân cảm thấy vô cùng ấn tượng, bởi vốn dĩ nhà thờ Cha Tam là một tín ngưỡng tôn giáo của người phương Tây. Tuy nhiên thì nóc nhà thờ lại được lợp mái ngói âm dương và cổng nhà thờ lại có những chữ Hán. Bên trong nhà thờ thì có những bức liễn và có tượng cá chép. Và đặc biệt hơn nữa là ở trên nóc nhà thờ có đóa hoa sen. Từ những cái điều đó, những sự giao thoa đó thì có thể nói rằng hai từ bảo thủ và khuôn mẫu không dành trong thành phố này. Kính thưa quý vị, đó là văn hóa về kiến trúc. Vậy thì văn hóa ẩm thực, giải trí ở thành phố này sẽ như thế nào? Nó cũng không kém phần thú vị đâu thưa quý vị. Sau mỗi giờ học tập và làm việc mệt mỏi, chúng ta luôn tìm những thú vui về đêm. Và thú vui về đêm thì ở Sài Gòn cũng không thiếu đâu nhé. Đối với những ai mà chúng ta thích sự huyên náo, nhộn nhịp thì chúng ta tìm đến những quán ốc, lẩu, có thể đến con đường ẩm thực của người Trung Hoa, hay là cùng bạn bè đến phố Tây Bùi Viện để nhâm nhi một chút bia mát lành. Còn đối với những ai thích sự tình cảm nhẹ nhàng thì chúng ta cùng nhau đến một quán rượu vang, hưởng thức một chút rượu vang đỏ trong một không gian trầm ấm và chìm đắm trong những giá trị xưa. Đó là những bản tình ca Pháp du dương lãng mạn để quên đi sau một ngày mệt mỏi. Và giờ đây, xin mời quý vị hãy cùng Minh Vân nhấm nháp một chút rượu vang và nghe ca khúc nhạc Pháp. Comme une salamandre, l'amour est merveilleux, qui venait de ses cendres, comme l'oiseau le feu, nul ne peut le contraindre. Pour lui donner la vie, et rien ne peut l'éteindre, sinon l'eau de l'oubli. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. L'amour c'est l'espérance
seul, sans raison et sans loi. L'amour comme la chance ne se mérite pas. Il y a sur terre un être qui t'aime à la folie, sans même te connaître, pour t'a donné sa vie. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le prendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. Mon Dieu, la tête à dire. Kính thưa quý vị, rượu vang và nhạc Pháp, một sự kết hợp rất đổi bình thường. Nhưng thay vì cứ đi theo cái gọi là truyền thống ấy, vậy tại sao chúng ta không thay đổi, không cởi mở hơn, kết hợp nó giữa ẩm thực của phương Tây và một chút giai điệu của phương Đông, thì xem khẩu vị của ly rượu vang này có thay đổi không nhé. Xin mời quý vị hãy giúp Minh Vân nhắm mắt lại một chút đi ạ. Với nhau cả, nhưng nếu chúng ta có một ly rượu vang ngon trong một không gian ấm cúng và du dương nghe những bản nhạc hoa, thì chắc hẳn là ly rượu vang này sẽ ngon gấp bội phần. Và bởi lẽ là ở người Trung Hoa cũng có một loại rượu rất là nổi tiếng, đó là rượu bồ đào, cũng có sắc đỏ đầy sức hút như thế này, và cũng được chưng cất và lên men từ những trái nho giống như là loại rượu của phương Tây vậy. Thưa quý vị, bởi lẽ Sài Gòn là sự giao thoa của rất nhiều những nền văn hóa khác nhau, cũng chính vì vậy mà Minh Vân rất yêu thành phố này. Thành phố này đúng chất là một bản giao hưởng Đông Tây độc đáo và rất hay. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi của Minh Vân cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn Miss Phương Đông 2018 đã tài trợ cho chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Xin cảm ơn phần dự thi của bạn Hồng Vân với giọng nói hết sức ngọt ngào. Nếu con chỉ mong đợi trở thành những gì người khác đặt ra, con sẽ không bao giờ khám phá được tiềm năng đặc biệt của con. Con cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình giỏi thứ gì. Con chỉ chạy theo điều người khác nói. Vì vậy,
Hãy dũng cảm bỏ sự hoàn hảo lại và trở nên tuyệt vời theo cách của riêng con. Kính mời quý vị và các bạn cùng hướng mắt về sân khấu và thưởng thức phần trình diễn của thí sinh Nguyễn Thị Vĩnh Hoài mang số báo danh 092. Trước khi bắt đầu về chủ đề ngày hôm nay thì Vĩnh Hoài sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện mà chắc có lẽ là mọi người sẽ nhìn thấy mình ở trong đó. Một buổi sáng đẹp trời. Hoài ơi, Nam mới mua siêu nhân nè, Hoài có muốn chơi với Nam không? À, thích quá, thích quá, cho Hoài chơi siêu nhân với. Ủa, Nam mới qua hả cháu? Ủa, cháu mới mua siêu nhân nữa hả? Sau này cháu chơi siêu nhân nhiều như vậy thì phải mạnh mẽ như siêu nhân, biết không? Dạ, con cảm ơn. Mẹ ơi, con cũng muốn mua siêu nhân. Không được, con là con gái, sao mà chơi siêu nhân được? Con lại phải chơi búp bê. Nhưng mà mẹ ơi, con thích mà. Không được, đừng có cãi lời mẹ. Các bạn thấy như thế nào? Có phải là các bạn cũng đã từng bị định hình rằng con gái phải chơi búp bê và con trai phải chơi siêu nhân đúng không nào? Nhắc lại từ kỷ niệm tuổi thơ thì tôi cũng có một kỷ niệm khá là buồn và nó ảnh hưởng tới tâm lý tôi cho tới tận bây giờ. Lúc ấy tôi có một nhóm bạn và bạn tiểu học của tôi tưởng chừng như chơi rất thân với nhau. Các bạn cùng vui chơi, cùng học tập ngày qua ngày. Tuy nhiên, một ngày bạn Mai đến và nói với tôi rằng: Ê Hoài ơi, hôm nay đi chơi với Mai đi. Thôi Hoài không đi chơi đâu, Hoài phải đi về nhà để nấu ăn và làm bài tập nữa. Thôi đi chơi với Mai đi, một tí thôi mà. Thôi Hoài không đi đâu, Mai đi đi nha. Mà Hoài mà không đi á, là Mai nghỉ chơi với Hoài luôn á, là Mai và cả lớp cũng sẽ nghỉ chơi với Hoài luôn á. Lúc đó tôi bỗng nhiên sợ hãi và cảm như rằng tôi phải làm theo lời Mai. Và những sự việc như vậy liên tiếp diễn ra. Và nó trở thành một điều thường nhật trong cuộc sống của tôi. Và tôi nhận ra rằng mình phải làm hài lòng tất cả mọi người để mình được ổn. Và quay về lối giáo dục, hầu hết các cô gái đều được dạy rằng không nên đương đầu với những khó khăn và thử thách. Các cô gái được dạy phải cười thật xinh, phải thật thận trọng và dành tất cả những điểm 10 để cho bố mẹ vui lòng, cho thầy cô được cảm thấy vinh dự. Trong khi đó, các cậu bé như nhân vật Nam thì lại được dạy rằng chơi những trò chơi thật là mạo hiểm. Các cậu phải thật là liều lĩnh và dũng cảm bước qua những gian nan và thử thách. Và cho đến khi trưởng thành, người đàn ông hay chính nhân vật Nam ở đây, khi mà họ đi đàm phán với sếp để tăng lương hay họ đi rủ bạn bè đi chơi, thì những vấn đề đó quá dễ dàng đối với họ vì họ cảm thấy quá quen thuộc với sự liều lĩnh và can đảm. Năm 1980, nhà tâm lý học Carol Dweck đã làm một bản khảo sát về nhu cầu đi làm bài tập, về khả năng làm bài tập của các bé. Và bà nhận ra rằng các bé Nam thường nhìn nhận những bài tập đó cảm thấy hấp dẫn và thích thú và vượt qua những bài tập đó, mặt khác các bé nữ thì lại coi đó như là một gì đó khó vượt qua và các bé đã từ bỏ nó. Và IQ của các bé càng cao thì các bé càng dễ từ bỏ. Theo một nghiên cứu của HP đã chỉ ra rằng nam giới sẽ ứng tuyển công việc của họ nếu như họ đáp ứng đủ 60% công việc, mặt khác nữ giới sẽ ứng tuyển công việc nếu như họ đáp ứng đủ 100% nhu cầu của công việc. Vậy chuyện gì đang xảy ra? Có phải là chúng ta đang dạy cho các cô gái phải trở nên thật là hoàn hảo và dạy cho các cậu bé phải trở nên thật là liều lĩnh và can đảm? Và ở trình độ lớp 5 thì các cô bé thường giỏi hơn ở hầu hết tất cả các môn so với các cậu bé. Cho nên sự khác biệt ở đây không phải là cách mà các cô bé, các khả năng của họ, mà cách đó là cách sự khác biệt giữa cách mà các cô bé và các cậu bé đối phó với những khó khăn của mình. Và điều chúng ta phải làm ngay bây giờ đó chính là làm cho các cô bé và cậu cảm thấy thoải mái với những sự không hoàn hảo của mình. Và chúng ta phải làm điều đó ngay bây giờ, ngay khi các cô, các
Bé ngồi trên ghế nhà trường ngay khi họ bước ra cuộc sống và tiềm năng của họ đạt giá trị cao nhất, khi họ có thể tác động đến cuộc sống của bản thân cũng như tác động đến cuộc sống của mọi người xung quanh. Và điều chúng ta cần phải làm ngay bây giờ là làm cho các cô gái cảm thấy thoải mái, không phải bởi vì họ hoàn hảo mà chính bởi vì họ can đảm. Xin cảm ơn. Xin ơn phần thi hùng biện của thí sinh Nguyễn Thị Vĩnh Hoài với chủ đề Phụ nữ và định kiến. Kính thưa quý vị, quay ngược thời gian trở về quá khứ, quên đi hình ảnh cô thôn nữ dịu dàng với nỗi nhớ chung, do nỗi nhớ nhung gia giết người yêu nơi chiến trường khốc liệt, trở về hiện tại với một hình ảnh hoàn toàn khác, chạy thật nhanh ra khỏi bóng tối của sự cũ, nỗi sợ ánh hào quang nhút nhát và thu mình. Hôm nay Tuyết Nhi trên sân khấu đã đổi mình và tạo nên sự khác biệt trong chính bản thân. Mời mọi người hướng về phía sân khấu để đón xem sự trỗi dậy của một con người. Mashup bóng tối, phần dự thi của thí sinh Lê Vũ Tuyết Nhi, mang số danh 069. Trên căng gác thật dài, tìm thấy tôi mệt nhoài, đi lang thang theo lớp người đang trôi ngang. Tôi tìm chút thành thật giữa những khuôn mặt người, tìm thấy nhau chỉ khi những vết thương vẫn chưa lành, lại vội chạy trốn mãi không thôi. Chạm lấy nhau đi và hãy đứng.
nắng đã lên xua tan bóng đêm. Mình tôi đứng giữa trời vẫn cất lời hát giữa mù khơi. Chiếc bóng tôi tranh vênh đã lâu, lúc chạy thoát bóng người, cất tiếng cười. Giây phút tôi nhận ra, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, my way, I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, my nhận nhịp tim lên tiếng nói chẳng nói dối bao giờ, vẫn cứ lập lờ giữa khoảng không gian tôi những vết cắt trên môi, cứ trốn chạy cùng hoài nghi để quá khứ in sâu lên những vết hằn, nhắm mắt để ngọt ngào cùng trôi đi mà sao vỡ nát thân tôi. Oh I'm sorry, hãy cho tôi chút thời gian để hàn gắn những nỗi đau. Sẽ cùng đến với phần dự thi của một thí sinh là một cô gái yêu say đắm vẻ đẹp duyên dáng và mùi hương ngọt ngào quyến rũ của loài hoa nhài trắng tinh khiết, và chúng ta sẽ cùng thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa này cùng bạn Dương Hà Vân, số báo danh 075.
Vâng, xin cảm ơn tiết mục Hoa Nhài Thơm Ngát đến từ thí sinh Dương Hà Vân, số danh 075. Kính thưa quý vị, bài chòi là một loại hình nghệ thuật chân ca và trò chơi dân gian đặc trưng của miền Trung Việt Nam. Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ của Việt Nam đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và hôm nay, trên sân khấu Miss Phương Đông, thí sinh Trần Hoàng Phương Thảo, số danh 056, sẽ mang đến tiết mục Hô Thẻ Bài Chòi, sáng tác nghệ nhân bài chòi Bình Thản. Trống kia đã đổ, cờ nọ đã phất xong, hiểu giữ bài tỳ đó nghe. Gió xuân phản phất nhành tre, mời bà con cô bác lắng nghe bài chòi. Bài chòi bài tới là 30 la, giang tay sấp xa là có gã ông ầm. Trượt té xuống hầm là cái anh tư cằn, nước da trắng trắng là cái chị Bạch Huê. Một cô hai chê, một cô hai chê là anh chàng chín gô. Một cô hai chê là anh chàng chín gâu, ba chìm bảy nổi là cái chị xấu khe. Lập bạn lập bè là cái anh ngu dụng, lùm đùm lùm đùm sách bị đi xin là cái anh nhị nghèo. Đã nghèo lại càng khổ, hay mơ hay mồ là cái chú ba gà. Có ngảnh có ngà là cái anh tư tưởng, treo mùng phủ trương là cái chị tam quan. Đò đò đen đen, đò đò đen đen, bớ dương hắt kia kìa. Bà con cô bác chỉ lặng lặng mà nghe, lặng lặng mà nghe tôi hô cái con bài. Con gì nó ra đây? Nhớ ai ra ngân vào ngơ, nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai. Cũng do ông môi chứ bà mai, làm cho bướm rủ hoa vai nhạt nhòa. Thuyền đã rẽ bên sang bờ, hơi đâu mà đợi mà chờ người dân hải đăng. Còn sáng ánh đèn sao thuyền lại nỡ biệt tâm mơ không về. Ơ bạn mình ơi, ơ bạn mình ơi, là hải đăng nó ra rồi. Vỗ tay bà con. Hải đăng ra rồi chứ tôi đây mà hô tiếp chứ hô tiếp cái con bài. Con gì nó ra đây? Bao năm tháng vẫn chờ vẫn đợi, mặc mưa rơi sóng gió mịt mù phóng ba. Bão tố mặc dù hòn khô vẫn đợi vẫn chờ, thuyền ơi sao thuyền nỡ vội rời tôi. Mũi tiền còn đó mà anh đi rồi. Ơ bạn mình ơi, ơ bạn mình ơi, là mũi điện ra rồi. Cho mũi điện ra rồi tôi đây mà hô tiếp cái con bài. Cho con gì nó ra đây? Chiều chiều suối ngọn nồm đông, nhớ thương em bầu có chồng phương xa cũng về. Lời hứa mẹ cha làm cho đôi trẻ cánh xa dặm trường. Vâng lệnh sông thân em phải lấy chồng, sẽ duyên sư là mà lòng nhớ quê nhớ ai. Dưới ánh trăng
xưa lối cũ đi về có đôi bài mộng. Còn đó người ơi sao người lại nỡ biệt tâm không về. Ơ bạn mình ơi, chứ bạn mình ơi là bãi môn nó ra rồi. Chúng kia đã chụp xong, cờ nọ đã tới, hiểu đâu mau đem rượu trầu và kim ngân trao cho người vừa trúng thưởng đó nghe. Xin cảm ơn phần thi hết sức đặc biệt của thí sinh Phương Thảo. Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi, anh ơi em vẫn đợi mỏi mòn. Thân con gái 12 bến nước, biết bến nào trong, bến biết sông nào đục. Ấy thế mà người con gái Việt Nam vẫn đẹp ngời ngời, vẫn son sắc, thủy chung, là hoa không chỉ có sắc mà còn phải có hương. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hình ảnh người con gái Việt Nam được tái hiện qua tiết mục múa Bèo dạt mây trôi đến từ thí sinh Phan Nguyễn Quỳnh Hương, mang số báo danh 064. Trước ngõ là gió lá ra, em vẫn mong chờ sao chẳng thấy đâu. Vừa rồi là tiết mục Bèo dạt mây trôi của thí sinh Phan Nguyễn Quỳnh Hương, số danh 064. Tiếp theo sẽ là phần dự thi của một thí sinh với tiết mục diễn thuyết. Quý vị và các bạn thân mến, thí sinh có chia sẻ rằng ba mẹ bạn và ba mẹ tôi là những con người khác nhau, sống ở những nơi khác nhau, tính cách khác nhau, làm những nghề nghiệp không giống nhau. Vậy các bạn nghĩ giữa họ có điểm chung nào không? Các bạn đã có câu trả lời của mình chưa? Hãy nghe câu trả lời của thí sinh Hà Thị Thấm. Xin lỗi quý vị, có một số thay đổi. Tiết mục tiếp theo chúng ta là tiết mục múa gặp mẹ trong mưa. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ và vô cùng cao quý. Người mẹ có thể hy sinh mọi thứ vì con của mình và cảm xúc đau đớn vô cùng khi không còn mẹ bên cạnh. Và những cảm xúc đó sẽ được thể hiện qua bài múa Gặp mẹ trong mơ với sự thể hiện của thí sinh Phan Thị Thái Hằng, mang số danh 095. Trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi,
mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện thề từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấm ôm con tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ. Mẹ dịu dàng hát khúc ca, số báo danh 082 sẽ mang đến cuộc thi một bài múa mang đậm màu sắc dân tộc Ấn Độ, múa Naino Walene. Bài múa thể hiện hình ảnh một cô gái trót yêu, say mê ánh mắt của một chàng trai. Cô nhảy múa với một trái tim rào rực và những xúc cảm hỗn độn của một tâm hồn đang yêu, e thẹn, ngại ngùng và đầy khát khao hy vọng. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn.
là tiết mục dự thi mang đậm màu sắc Ấn Độ của thí sinh Nguyễn An Quỳnh Như, số danh 082. Và tiếp sau đây sẽ là tiết mục dự thi cuối cùng của top 10 thí sinh Miss Phương Đông Duyên dáng Phương Đông 2018. Kính thưa quý vị, những bông hoa luôn khoe sắc rực rỡ tô điểm cho cuộc sống muôn màu. Nhưng đẹp nhất có chăng là khi chúng đắm mình trong những giọt mưa tươi mát. Những cơn mưa tưới mát khiến cho những đóa hoa trở nên căng tràn nhựa sống hơn. Tất cả đã được thể hiện qua những điệu múa uyển chuyển đến từ thí sinh Trần Ngọc Thiên Phúc mang số báo danh 076 với tiết mục múa Hoa trong mưa. Của bạn Thiên Phúc và cũng chính là tiết mục của thí sinh cuối cùng trong top 10 đêm chung kết của chúng ta hôm nay.
Và xin quý vị và các bạn dành một tràng pháo tay thật lớn để dành tặng cho 10 thí sinh của chúng ta vừa trải qua phần thi tài năng của mình được không ạ? À? Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta bước vào phần công bố kết quả, 4 cái tên sẽ tiếp tục đến với phần thi ứng xử trong vòng chung kết ngày hôm nay. Chắc có lẽ Tấn Lộc và Huyền Trần sẽ có đôi lời muốn hỏi các quý vị ban giám khảo đang ngồi phía dưới. Quý vị ban giám khảo thân mến, thì trải qua các phần thi của các thí sinh, không biết là quý vị giám khảo có suy nghĩ gì, cũng như là có chia sẻ gì với tất cả các bạn thí sinh cũng như quý khán giả đang ngồi đây không ạ? Và chắc đầu tiên em xin được phép hỏi chị Chế Nguyễn Quỳnh Châu được không ạ? Đầu tiên thì cho phép em sẽ được chào quý thầy cô và chào các bạn khán giả. Nãy giờ mình ngồi cổ vũ, nãy giờ mình chưa có chào nhau câu nào hết. Châu đã training cho các bạn thí sinh ở vòng trước rồi. Và hôm nay lên gặp lại nhìn thấy như người xa lạ, tại vì các bạn lên sân khấu đẹp quá đi. Và cái mà Châu nãy giờ Châu la làng la xóm ở dưới này là cái khi mà nghe nói là có phần thi tài năng là Châu kêu sao mà tốn thời gian quá. Tại vì thi Miss, thi tài năng sẽ tốn thời gian rồi các bạn ở dưới sẽ đợi rất là lâu. Nhưng mà nhờ có thi tài năng á mà Châu mới biết được rằng là trời ơi, con gái của trường xã hội nhân văn á, xịn quá xịn luôn. Tại vì các bạn không chỉ là Châu đã chấm thi các cuộc thi khác, nhưng mà đa phần phần thi tài năng là một cái phần thi mà các bạn gần như là tạm để qua, một là lên hát, hai là lên múa, hai là nói gì đó cho nó qua cái phần thi đi. Còn cái này là các bạn á, múa là thật sự các bạn á biết múa, hát là các bạn hát thật sự rất hay và diễn thuyết rất là chắc chắn, rất là hùng hồn, nên là một cái nhìn rất khác về con gái của Đại học Xã hội Nhân văn từ ngày hôm nay. Châu rất phục các bạn sau phần thi tài năng này. Vâng, cảm ơn giám khảo Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Kính thưa quý vị, Miss Phương Đông với tiêu chí là thể hiện dáng hình của người phụ nữ phương Đông từ những nét văn hóa và những lời ca điệu múa cũng như là quan điểm của các bạn, những bạn nữ chúng ta với quan điểm về nữ quyền và những vấn đề trong đời sống xã hội. Và chắc tiếp theo chúng ta hãy đến với một chia sẻ của một vị ban giám khảo khác nhé. Huyền Trần muốn được hỏi ý kiến cái chia sẻ của anh Hoàng Sang ạ. Anh có thể chia sẻ cảm nhận về đêm chung kết ngày hôm nay không ạ? Lời đầu tiên thì xin phép Sang được cho gửi lời cảm ơn và chào đến quý ban chủ nhiệm của khoa cũng như các bạn sinh viên của khoa Đông Phương Học và các bạn sinh viên của các khoa khác. Và tiếp theo thì Sang cũng xin chúc mừng các bạn top 10. Các bạn đã vừa hoàn thành xong những cái phần thi rất là cam go. Thì ở đây Sang là một trong những người may mắn được có mặt ở trong cái cuộc thi Miss Phương Đông này từ vòng loại. Thì được ngắm nhìn cái vẻ đẹp của các bạn cũng như là cái phần chững chạc của các bạn, nó phát triển lên từng ngày. Và thực sự là những gì mà các bạn thể hiện trong cái đêm chung kết ngày hôm nay là một cái bất ngờ rất lớn. Thế anh, tại vì ở ngoài vòng bán kết thì đã thấy là các bạn đã có cái phần thi tài năng rồi, nhưng mà vào trong này thì các bạn lại có một cái giống như là cái hiệu ứng sân khấu, rồi make up, rồi phục trang, và đồng thời là các bạn có cái sự đầu tư và các bạn lại vững vàng hơn trên sân khấu, cho nên là các bạn làm hoàn toàn làm anh bất ngờ, mặc dù là trước đó là anh đã biết các bạn rồi. Thì giống như hồi nãy siêu mẫu Chế Nguyễn Minh Châu cũng đã nói là hoàn toàn bất ngờ và không nhận ra các bạn nữa. Một cái nữa là anh rất là hy vọng là trong cái phần thi mà ứng xử, thì ngoài cái chuyện là hy vọng thì anh cũng chúc cho các bạn được bình tĩnh, tự tin và giành được cái phần giải thưởng cao cho cái phần thi của mình. Cảm ơn. Dạ, em xin được cảm ơn những lời chia sẻ hết sức thân tình và lời chúc tốt đẹp của anh Sang dành cho các bạn thí sinh. Và ngay bây giờ thì em nghĩ là mọi người cũng muốn được lắng nghe chia sẻ đến từ vị giám khảo quen thuộc, chị Nguyễn Lê Kiều Duyên. À,
cảm ơn bạn MC rất là nhiều ạ. Và đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến quý thầy cô cũng như là toàn thể quý vị đại biểu, quý khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và để nói như thế nào về chương trình Miss Phương Đông ngày hôm nay, đầu tiên là quá ấn tượng với lại quy mô tổ chức của ban tổ chức. Tại vì đã đồng hành cùng Miss Phương Đông từ những ngày đầu tiên, qua trong khoảng tầm 3 mùa trở lại đây thì có thể nói là Miss Phương Đông năm nay được đầu tư rất là hoành tráng và đặc biệt là nhận được sự tài trợ của rất là nhiều các anh chị ở đây. Cho nên là đã mang lại một cái đêm chung kết thực sự rất là hoành tráng và cũng chính vì vậy cho nên là đã có những cái phần thể hiện của các bạn thí sinh rất là nhiều, gọi là sặc sỡ sắc màu và đa dạng rồi rất là tài năng. Và cũng giống như anh Sang thì đã đi cùng với các bạn từ những ngày đầu tiên, từ vòng sơ loại cho đến vòng chung kết ngày hôm nay. Thì thực sự là những cái bước đi chập chững của các bạn, không gọi là chập chững mà những bước đi mà còn có một chút xíu vụng về ở trên sân khấu vòng sơ loại. Và những bước đi hết sức tự tin ngày hôm nay trong đêm chung kết. Thực sự là các bạn đã tiến bộ rất là nhiều rồi các bạn. Đúng thực sự là hoàn toàn lột xác luôn. Rất là bất ngờ và chắc chắn là chất lượng của thí sinh của năm nay và tài năng của các bạn là điều mà chúng ta không thể có một chút gì đó nghi ngờ hay là bàn cãi ở đây. Và Kiều Duyên tin là với cái sự làm việc của ban tổ chức, ban giám khảo thì chúng ta sẽ lựa chọn ra những cái gương mặt xứng đáng nhất để được vào vòng trong. Và chúc cho các bạn nào được vào vòng ứng xử thì sẽ có phần thi thật là tốt và tự tin. Em xin cảm ơn những chia sẻ của chị Kiều Duyên ạ. Và chúng ta có thể thấy qua những chia sẻ của quý vị ban giám khảo thì cuộc thi chung kết Miss Phương Đông ngày hôm nay đem đến cho tất cả chúng ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không Tấn Lộc? Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố top 4 thí sinh. À rồi, các bạn thân mến, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi có một sự điều chỉnh là top 5 các bạn thí sinh bước vào vòng thi ứng xử. Chắc là xin mời top 10 thí sinh chúng ta. Kính thưa quý vị, tức là vì thời gian, vì cái sự rất là nỗ lực của các bạn và những phần thi rất là đặc biệt của các bạn thí sinh, nên là thời gian để đánh giá, nhận xét những phần thi đó và chọn ra 4 thí sinh xuất sắc nhất là một việc không hề dễ dàng của quý vị ban giám khảo. Cho nên quý vị ban giám khảo thực sự cần thời gian để cân đo đong đếm hơn nữa và chọn ra một top 4 đặc biệt nhất cho đêm chung kết ngày hôm nay, thưa quý vị. Chắc trong thời gian chờ đợi quý vị giám khảo, chúng ta tiếp tục đưa ra quyết định cuối cùng. Tức là xin được phép, mạn phép được hỏi thêm một số chia sẻ đến từ tiến sĩ Hồ Minh Quang, trưởng khoa Đông Phương Học, trưởng ban tổ chức lễ hội văn hóa Đông Phương. Không biết là khi mà thầy xem các tiết mục tài năng của top 10 thí sinh vừa rồi thì thầy có cảm nhận gì? Bởi vì riêng em thì em cảm thấy là các bạn đã mang một màu sắc Đông Phương rất rực rỡ lên sân khấu ạ. Xin mời thầy ạ. Thì bản thân tôi thì ban nãy cũng đã có lời chào đến tất cả mọi người. Và tôi cũng có nói rằng là đây là một cuộc thi mà làm cho các bạn sinh viên lớn lên rất là nhiều qua những cái vòng thi. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm rằng là những vòng thi này thì là ban nãy những thí sinh ở trên sân khấu này á, là ngoài cái đêm diễn của ngày hôm nay ra, còn có những đêm diễn mà chúng ta nhìn thấy rằng là bản chương trình của là bản tổng phối của chương trình lễ hội văn hóa Phương Đông mà ở bên bản, ở bên phía bên tay phải đây, mà chúng ta nhìn thấy rằng là các bạn ngoài việc là tham gia đêm nay ra còn tham gia vào đêm mai và sáng mai và chiều mai nữa. Nên do đó có thể nói rằng là việc tham gia này không hề dễ dàng đối với các thí sinh của chúng ta. Và các thí sinh chúng ta cũng nhìn thấy rằng là múa ra múa, hát ra hát, và những cái những tư thế trên sân khấu mà chúng ta cứ ngỡ rằng là chắc có lẽ rằng các bạn này thực sự là những diễn viên chuyên nghiệp đây. Nhưng chúng tôi cũng xin tiết lộ rằng là các bạn, đây là một quá trình phấn đấu. Tại vì là khi bước vào môi trường Đại học Sinh viên Văn này, không phải là bạn nào cũng là một người biết hát, biết múa hoặc là biết làm những cái tham gia những hoạt động nghệ thuật đâu. Mà các bạn vào được môi trường này là một môi trường mà các bạn có thể là cảm thấy rằng là tôi phù hợp với lại là cái tố chất nào, thì tôi sẽ tìm một cái
phương thức nào đó, một cách nào đó, hoặc là một cái sự hỗ trợ nào đó để có thể phát triển thêm cái tư duy, cái tài năng, những cái thiên hướng, những sở thích của mình. Và ngày hôm nay thì là cái việc mà thể hiện những điều mà chúng ta nhìn thấy ở đây, chúng ta nhìn thấy là gần như là đã tiến đến sự hoàn hảo. Nhưng mà sự hoàn hảo này chúng ta cũng nhìn thấy rằng là thực chất chúng tôi đã nhìn trước đây là như ban nãy là chị Trái Nguyễn Quỳnh Châu cũng, cũng đã có chia sẻ, và là anh Mai Hoàng Sang cũng chia sẻ rằng là trước đây thực ra là mấy bạn này lúc mà ở vòng ngoài sao không thấy gì hết, mà vào tới vòng trong là nhận không ra nữa. Do đó chúng ta nhìn thấy là một sự lột xác, một sự biến đổi, một sự trưởng thành rất là lớn của các bạn sinh viên này. Nên do đó thì là nếu như trong ngày hôm nay các bạn thí sinh của chúng ta giành được ngôi vị quán quân, hoặc là các giải thưởng khác, hoặc là thiếu đi một tí may mắn nào đó mà không có thể nào dành cho mình một cái ngôi vị mà mình mong muốn, thì là chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ cho các bạn này vào những cái lần biểu diễn tiếp theo, là lần biểu diễn ở phần gọi là thể hiện tất cả mọi sức mạnh của là 6 chuyên ngành của khoa Đông phương học, là Úc học, Ả Rập học, Indonesia học, Ấn Độ học, Thái Lan học và Trung Quốc học, trong buổi sáng ngày mai trước mặt các lãnh sự đoàn, trước mặt ban giám hiệu nhà trường, trước mặt tất cả bạn sinh viên cùng tham gia tại đây. Và chúng ta lại nhìn thấy những gương mặt này lại tham gia vào trong những cái đợt trình diễn mang tính chất tổng lực của toàn ngành như thế. Và chiều ngày mai chúng ta lại nhìn thấy các bạn sinh viên lại tham gia vào trong một cái đợt thi mà là thể hiện cái trí tuệ nhiều hơn. Và cái phần tài năng thì là một phần điểm, phần tài năng về nghệ thuật nó chỉ là phần điểm xíu mà thôi. Nhưng chúng ta lại nhìn thấy là đây là những con người là lại đeo kính lên, lại là lật ra những trang sách, và đồng thời là chúng ta nhìn thấy những cái dòng tri thức rất là chuyên nghiệp, rất là được đào tạo bài bản của bạn sinh viên này. Và đêm mai chúng ta lại nhìn thấy là các bạn này lại là trên sân khấu này, và chúng ta nhìn thấy một số gương mặt lại thân quen nữa, lại là biểu diễn cho chúng ta một cái góc cạnh khác, một cái tài năng khác, một cái sự biểu hiện khác, mà chúng ta lại cảm thấy rằng là phải chăng đêm qua cô ấy đã đăng quang thì nó lại đúng hơn. Nên do đó chúng ta lại nhìn thấy một gương mặt khác, một cái góc, một cái con người khác của các bạn. Nên do đó đây, một sân chơi của 6 cuộc thi như thế này, hôm nay là một cuộc thi thể hiện cái tài năng, cái sắc đẹp, và đồng thời là cái sắc đẹp nó thể hiện ra tỏa rạng ở tâm hồn của các bạn, thì là ngày hôm sau mời chúng ta cùng tham gia vào những cái đợt tỏa rạng của các bạn như thế này nữa, để xem rằng là ngày hôm nay dù có thành công hay là dù có thiếu điều tí may mắn nào đó, thì các bạn chúng ta vẫn là những người đã chiến thắng, rất là chiến thắng. Và chúng ta sẽ nhìn thấy toàn diện ở tổng thể ở 6 cuộc thi mà chúng tôi xin dành lời mời thật là trân trọng đến cùng toàn thể quý vị ngày hôm nay, để có thể tham gia được tất cả những chương trình của ngày mai của lễ hội văn hóa Đông phương chúng tôi. Và còn quay lại trở lại các bạn sinh viên của các bạn sinh viên tham gia cuộc thi ngày hôm nay, thì tôi xin chúc cho các bạn rằng là cho dù rằng là suýt chút xíu nữa chúng ta có suýt vào hay là chúng ta đã được vào, thì là tất cả chúng ta thực sự đã có những cái bước chuyển rất là lớn. Và làm một người làm thầy, chúng tôi luôn mong mỏi về điều đó, là chúng tôi không đặt nặng vấn đề về cái ngôi vị, mà chúng tôi đặt nặng vấn đề rằng là các sinh viên của mình đã tiến triển như thế nào. Và ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là ngày hôm nay có rất là nhiều cựu sinh viên của trường Đại học Khoa học Nhân văn, của sinh viên của các khoa về đây mà hỗ trợ cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng không kịp thời gian để giới thiệu quý vị. Ví dụ như ban nãy là có anh Thanh Giang đã lên đưa vợ từ sở làm về và đi ngang sang đây và bảo rằng là thầy ơi, em có đi ngang sang đây thầy có cần em giúp gì không. Rồi Giang ơi, hình như là hôm nay tiết mục nó có phần hơi trục trặc chút xíu, Giang sang hỗ trợ. Và ban nãy là anh đã tặng chúng ta 2 bài hát, và hiện nay anh là giám đốc của một chi nhánh ở trung tâm thành phố của chuỗi công ty viễn thông A. Chúng ta nhìn thấy đó một sự trưởng thành rất là lớn. Và ở đây thì trên đây một cái bệ phóng như thế này, thì trong tương lai chúng ta sẽ nhìn thấy những con người này. Hôm nay có thể chúng ta cảm thấy rằng là bạn chưa có phải là tròn trịa lắm, nhưng tương lai sẽ là những con người rất là thành đạt, rất là tròn trịa trong những cái vũ đài và những sân khấu khác đó. Nên do đó là thầy gửi đến các em một lời chúc, mặc dù chưa có kết quả, nhưng lời chúc này là lời chúc dành không chỉ dành riêng cho sân khấu này, mà dành cho cả cuộc đời của các em. Mong các em là luôn luôn thành công, luôn luôn thành đạt trên con đường mình đã lựa chọn. Xin cảm ơn. Chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn những lời chia sẻ
rất là đáng quý và những lời chúc rất tốt đẹp dành đến cho sinh viên của mình từ tiến sĩ Hồ Minh Quang. Kính thưa quý vị và các bạn, qua những chia sẻ của các quý vị ban giám khảo này cũng như là chia sẻ của thầy Hồ Minh Quang, thì đến giây phút này đứng tại đây, tất cả mọi người trong chúng ta đều cảm nhận được là chương trình đã khá là thành công rồi. Mặc dù là lễ hội chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng chúng ta cảm nhận được là có một sự thành công lớn qua lễ hội. Thì người mà cảm thấy hạnh phúc nhất với sự thành công của lễ hội chắc chắn không ai khác chính là tiến sĩ Hồ Minh Quang, trưởng ban tổ chức lễ hội. Chúng ta cho một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Và đặc biệt, sinh viên chúng em cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui khi mà được thầy tạo điều kiện để có một sân chơi như thế này. Và sự những tài năng hay là sự trưởng thành của các bạn sinh viên của khoa Đông Phương Học cũng như là các khoa bạn chính là niềm tự hào và là niềm hạnh phúc, em nghĩ là lớn nhất trong sự nghiệp giáo viên của thầy. Thì một lần nữa chúng em gửi lời cảm ơn đến thầy. Và bây giờ có lẽ là chúng ta đã có danh sách top 4. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi có kết quả những thí sinh bước vào vòng thi, vâng, trước khi có kết quả bước vào vòng thi ứng xử chúng ta, thì Tấn Lộc và Huyền Trần xin được nhắc lại danh sách các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Miss Phương Đông Duyên dáng Phương Đông 2018. Chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương, thương hiệu áo dài Yến Thanh. Xin giới thiệu, xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ đồng hệ thống trung tâm giáo dục Nhật Bản Izumi. Xin cảm ơn nhà tài trợ đồng công ty cổ phần giải pháp phần mềm Sài Gòn Y, dự án du học nha khoa MISD. Xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ đồng hành thương hiệu Just Station, nhà tài trợ đồng hành thương hiệu spa và chăm sóc sắc đẹp Laura Spa, nhà tài trợ đồng hành thương hiệu Nguyễn Hoàng Makeup and Academy. Xin cảm ơn các đơn vị bảo trợ truyền thông Tino Studio, câu lạc bộ truyền thông C-Force. Và chắc hẳn là giờ đây tất cả các bạn khán giả chúng ta đang rất háo hức và rất mong chờ kết quả của top thí sinh bước vào vòng thi ứng xử. Và MC cũng rất mong chờ điều đó thưa các bạn ạ. Và bây giờ thì Thu Huyền và Tấn Lộc rất là mong muốn nhận được danh sách. Và sau đây xin mời top 10 thí sinh xuất sắc nhất của vòng chung kết Miss Phương Đông Duyên dáng Phương Đông 2018 trở lại sân khấu. Tấn Lộc ơi, Thu Huyền cảm thấy rất là rung tay luôn khi mà cầm danh sách của top 4 thí sinh sẽ lọt vào phần thi ứng xử. Và xin mời top 10 thí sinh của chúng ta sẽ cùng bước lên sân khấu. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay để chúc mừng top 10 các bạn thí sinh đã vượt qua các phần thi. Kính thưa quý vị và các bạn, và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, sau đây sẽ là top 4 thí sinh xuất sắc nhất của Miss Phương Đông Duyên dáng Phương Đông 2018. Danh sách chúng tôi công bố không tương đương với số điểm của các bạn dự thi. Thí sinh đầu tiên xin được mời bước phía trước, bạn Vũ Thị Hồng Vân. Cái tên thứ hai trong top 4 thí sinh xuất sắc nhất là ai ạ? Và chúng tôi xin được gọi tên người đẹp Trần MB. Và chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay lớn hơn nữa để chúc mừng thí sinh Phan Thị Thái Hằng. Và kính thưa quý vị và các bạn, thí sinh cuối cùng lọt vào top 4 để đến với phần thi tiến sử của vòng chung kết ngày hôm nay. Thí sinh này đã có một phần thể hiện rất ấn tượng, rất đặc biệt. Và các bạn cũng đã hô hào rất to.
Và chúng tôi gọi tên thí sinh Dương Hà Vân. Vâng, như vậy là chúng ta đã biết được 4 cô gái xuất sắc được bước vào vòng thi ứng xử. Một lần nữa cảm ơn các bạn thí sinh còn lại. Quá là đáng xin các bạn dừng lại ở đây, nhưng các bạn cũng đã thể hiện rất xuất sắc và hãy mang cái đàn của các bạn thể hiện sự duyên dáng của Miss Phương Đông đến khắp nơi các bạn đi qua. Và một lần nữa xin chúc mừng top 4 của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn các bạn thí sinh còn lại. Kính thưa quý vị, và bây giờ 4 cô gái may mắn nhất sẽ đến với phần thi ứng xử. Trong phần thi này, chúng tôi sẽ để 4 thí sinh bốc thăm để lựa chọn vị giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho mình. Thời gian cho phần thi ứng xử của mỗi thí sinh là không quá 2 phút. Và sau đây, xin mời những lá thăm từ phía ban tổ chức. Các bạn thí sinh chúng ta chuẩn bị. Và đầu tiên, chúng tôi xin mời lá thăm đến từ thí sinh Vũ Thị Hồng Vân. Và xin mời bạn Hồng Vân chúng ta mở lá thăm ạ. Kính thưa quý vị, và giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho thí sinh Vũ Thị Hồng Vân là thạc sĩ Phạm Thành Anh. Vâng, xin mời thầy ạ. Xin được chào Hồng Vân và chúc mừng Hồng Vân đã lọt vào top 4. Và anh cũng rất là ấn tượng với phần thuyết trình của em ha. Và anh hy vọng là em sẽ hoàn thành thật tốt cái phần thi ứng xử của mình. Và câu hỏi của anh dành cho em là giữa vẻ đẹp nhân tạo và vẻ đẹp tự nhiên, theo em sẽ chọn vẻ đẹp nào, vì sao? 2 phút bắt đầu. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị giám khảo, các nhà tài trợ và các bạn khán giả đang có mặt ngày hôm nay ạ. Anh, em xin cảm ơn thạc sĩ Phạm Thành Anh đã đặt câu hỏi cho em. Và câu trả lời của em là giữa nét đẹp nhân tạo và nét đẹp tự nhiên, em sẽ chọn nét đẹp tự nhiên. Ở đây không phải là chọn nét đẹp tự nhiên, chúng ta bác bỏ nét đẹp nhân tạo. Bởi vì đẹp bề ngoài chưa đủ, mà chúng ta còn phải đẹp đó là nhân cách. Chúng ta hãy sống chân thành nhất và đẹp đúng cách nhất. Và đẹp tự nhiên hay đẹp nhân tạo thì đều có giá trị. Em xin cảm ơn, em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn phần trả lời rất cô đúc của thí sinh Vũ Thị Hồng Vân. Tiếp theo sẽ là phần dự thi của thí sinh Trần MB. Xin mời MB có thể bốc lá thăm của mình. Vâng, và xin mời MB. Dạ, người đặt câu hỏi cho em đó chính là chị Nguyễn Lê Kiều Dương ạ. Vâng, xin mời nữ giám khảo Kiều Duyên. Xin chào MB. Câu hỏi mà chị dành cho bạn đó là theo bạn thì giá trị nào trong bạn mà khiến bạn cảm thấy tự hào nhất, và bạn đang thể hiện cái giá trị đó như thế nào trong cuộc sống của mình? Lời đầu tiên cho phép MB được gửi lời chào đến quý ban giám khảo, ban tổ chức cũng như toàn thể quý khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Em xin cảm ơn câu hỏi của chị Kiều Dương, và sau đây em xin được phép trả lời câu hỏi của mình. Giá trị trong bản thân em cảm thấy tự hào nhất đó là luôn sống đúng với chính bản thân mình, vượt qua chính bản thân mình, vì chỉ có thể điều đó em mới có thể bước qua rào cản của cuộc sống, trưởng thành hơn, là một con người có ích cho xã hội, trước hết là giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của thí sinh Trần MB. Và tiếp theo là phần dự thi của thí sinh Phan Thị Thái Hằng. Xin mời bạn bốc lá thăm của mình.
em sẽ trả lời câu hỏi của thạc sĩ Nguyễn Dã Hà An ạ. Vâng, xin mời chị Hà An. Chào bạn Thái Hằng. Câu hỏi của chị dành cho bạn là: nếu có người nói với bạn, sinh viên trường nhân văn chỉ thích tham gia lễ hội, suốt ngày đàn hát ca múa, thì bạn sẽ phản ứng như thế nào? Dạ, lời đầu tiên thì em cho em gửi lời chào tới ban giám khảo, ban tổ chức và khán giả ở cuộc thi hôm nay. Thì em xin được trả lời câu hỏi của chị. Nếu như có người nói với em là sinh viên nhân văn chỉ biết suốt ngày là tham gia lễ hội, thích đàn nhảy ca hát, thì đầu tiên em sẽ mỉm cười với họ, em sẽ không bác bỏ cái ý kiến đó. Và đúng thật thì sinh viên nhân văn rất là thích tham gia các lễ hội, thích đàn hát ca múa, rồi bởi vì đó là những cái niềm đam mê, những cái sở thích của học sinh nhân văn nói riêng, và em nghĩ là nó cũng nằm trong giới sinh viên nói chung. Nhưng em sẽ nói thêm với người đó rằng thực chất thì sinh viên nhân văn không chỉ là suốt ngày đàn hát rồi tham gia lễ hội, mà bên cạnh đó thì sinh viên nhân văn còn có các hoạt động tình nguyện, rồi tham gia các hoạt động học thuật và rất nhiều hoạt động khác. Và sinh viên nhân văn rất là hòa đồng và tham gia tất cả các hoạt động, chứ không chỉ là những cái hoạt động đàn ca nhảy múa như vậy. Em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn thí sinh Phan Thị Thái Hằng. Và xin mời phần dự thi cuối cùng đến từ thí sinh Dương Hà Vân. Xin mời bạn Bóc Thâm lựa chọn câu hỏi dành cho mình. Dạ, người đặt câu hỏi cho em chính là người mẫu chế Nguyễn Quỳnh Châu ạ. Xin mời chị Quỳnh Châu ạ. Chào Vân. Mọi người học ở xã hội nhân văn nên là Châu rất là quan tâm cái quan điểm của mọi người về chuyện hòa nhập và hòa tan của văn hóa mình. Mọi người nghĩ như thế nào? Vân nghĩ như thế nào? Đầu tiên thì em xin cảm ơn sự có mặt của ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô, quý vị khách quý cùng toàn thể các bạn sinh viên có mặt ngày hôm nay. Em xin cảm ơn câu hỏi của chị Quỳnh Châu và xin được trả lời câu hỏi của mình. Theo em, hòa hợp và hòa tan hoàn toàn không giống nhau, vì khi chúng ta hòa hợp, chúng ta vẫn còn giữ nguyên lại cái gốc của chính mình. Nhưng khi chúng ta hòa tan vào một cái gì đó thì có lẽ là chúng ta đã lãng quên đi cái gốc của mình rồi. Em xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần dự thi thí sinh Dương Hà Vân. Và như vậy là phần thi ứng xử của top 4 thí sinh Miss Phương Đông, Duyên dáng Phương Đông 2018 đây là kết thúc. Và xin mời 4 cô gái chúng ta cùng trở lại phía cánh gà để chuẩn bị chờ kết quả chung cuộc của vòng chung kết ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, phần thi ứng xử là nơi để các bạn thí sinh của chúng ta có thể chia sẻ, thể hiện những quan điểm của mình liên quan đến những vấn đề về chính trị xã hội, về tư tưởng cũng như về quan niệm sống của các bạn trong mọi mặt. Và ngay sau đây, trước khi chúng ta đến với phần công bố kết quả chung cuộc của cuộc thi, chúng ta sẽ cùng đến với một phần giao lưu nhỏ với các nhà tài trợ của chúng ta, đúng không Hiền? Từ đầu đến bây giờ thì chúng ta đã liên tục xướng tên các nhà tài trợ, những nhà đồng hành với chương trình. Thì chắc chắn nếu không có các nhà tài trợ thì chương trình mình sẽ không có được sự thành công như ngày hôm nay. Và không chỉ là tài trợ đồng hành trong năm nay, và nhưng mà trong những năm sau, những kỳ sau nữa, các chương trình sau, thì Khoa Đông Phương Học cũng hy vọng được nhận sự đồng hành, hỗ trợ từ quý vị nhà tài trợ. Thì ngay bây giờ Tấn Lộc cũng như là Thu Huyền muốn được lắng nghe những chia sẻ hết sức thân tình từ quý vị tài trợ. Em xin được hỏi cảm nhận của anh Dustin là đại diện từ nhà tài trợ Trung tâm Anh ngữ Khoa Trí, là nhà tài trợ của lễ hội Đông Phương 2018.
Và không biết là sau các phòng thi vừa rồi thì anh có cảm nhận gì về các thí sinh của Miss Phương Đông năm nay không ạ? Và anh có những chia sẻ gì thêm để ban tổ chức có thể phát triển cuộc thi hơn trong những năm sau? Lời đầu tiên thì xin kính chào quý thầy cô, ban giám khảo và tất cả thí sinh và các bạn sinh viên. Thì khi được tham gia một chương trình và thật sự là quá là sôi động và quá là nhiệt huyết của các bạn sinh viên như thế này á, thì mình cảm thấy là rất là, nói chung là không còn từ gì để diễn tả nữa. Các bạn sinh viên quá là giỏi, quá là xinh đẹp và trả lời ứng xử là thật là hay. Mình có dịp đi qua những cái trường đại học của các nước trên thế giới, ví dụ như Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, thì mình thấy là các bạn Việt Nam mình có một cái đặc điểm là rất là tự tin. Và nói chung là các bạn là giống như mình nói là các bạn sinh viên của khoa Đông Phương Học thật sự là tài năng và xinh đẹp. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh Dustin rất nhiều. Kính thưa quý vị, ở phần đầu chương trình chúng ta đã được nghe những chia sẻ từ chị Yến Thanh đến từ thương hiệu áo dài Yến Thanh. Nhưng mà không biết là trải qua các vòng thi vừa rồi thì cái cảm xúc của chị nó có sự thay đổi như thế nào và chị đánh giá như thế nào với các thí sinh, đặc biệt là khi thí sinh trình bày bộ sưu tập Phương Đông huyền bí của thương hiệu áo dài của mình. Xin mời chị ạ. Xin kính chào thầy Miễn Minh Quang và toàn thể quý khán giả ở đây. Thì ý kiến của chị là chị thấy là đối với bộ sưu tập của chị thì các bạn đã thể hiện đúng cái tinh thần của bộ sưu tập của chị, và các bạn khi mà mặc cái chiếc áo dài của chị lên thì thấy là các bạn đều rất là đẹp. Và nói chung là tất cả các bạn hôm nay rất là đẹp, và nhất là phần thi tài năng thì các bạn gọi là bạn nào cũng xuất sắc hết. Rồi chị cảm ơn. Em cảm ơn chị Yến Thanh rất nhiều. Với làm vai trò là vị trí là một người đã tạo nên những chiếc áo dài mà nhìn những người đẹp là những bạn sinh viên trẻ trung tài năng khoác chiếc áo dài đó lên thướt tha trên sân khấu của Miss Phương Đông đêm nay, chắc chắn là chị Yến Thanh cảm thấy rất tự hào và vui sướng. Vậy không biết là cảm nhận của chị Vũ Trang Tâm là đại diện thương hiệu spa và chăm sóc sắc đẹp Flora Spa thì như thế nào về chương trình đêm nay ạ? Lời đầu tiên thì mình xin đại diện công ty lời chào đến thầy cùng ban giám khảo cùng tất cả các bạn sinh viên có mặt đêm hôm nay. Thật sự thì mình cảm thấy rất là xúc động. Thì mình đã ra trường là được hơn 15 năm rồi, và ngày hôm nay khi mình quay lại mái trường đại học thì mình được sống lại những cái thời sinh viên của mình. Cảm thấy rất là sôi động, rất là nhiệt tình, và các bạn đã thể hiện sức trẻ của mình rất là nhiệt huyết và đúng cái thời đại hiện nay. Và thực sự đêm nay thì mình cảm thấy rất là bất ngờ, vì cái chương trình chúng ta rất là quy mô, và tất cả các bạn không chỉ là duyên dáng xinh đẹp mà còn rất là bản lĩnh và thể hiện được cái tài năng của mình. Và theo Tâm nghĩ thì nếu mà các bạn có đoạt hoa khôi hoặc là á khôi, hoặc là các bạn không đoạt giải gì, thì tất cả các bạn thí sinh đêm nay chúng ta đều chiến thắng. Đó là chiến thắng bản thân mình, bản lĩnh bước trên sân khấu. Chúng ta có nhiều trải nghiệm, và hy vọng tất cả các bạn thí sinh cùng tất cả các bạn sinh viên sau khi ra trường tốt nghiệp, chúng ta sẽ có những cái thành công nhất định trong cuộc sống của mình sau này. Và xin chúc cho đêm nay chúng ta có những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. Và tiếp theo Tấn Lộc xin được phép hỏi đại diện của một nhà tài trợ. Nhà tài trợ này chính là người đã góp phần tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ nhất cho các bạn thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được phép mời anh Nguyễn Hoàng, đại diện thương hiệu Nguyễn Hoàng Makeup and Academy. Anh có thể chia sẻ thêm về những cảm nhận của anh trong cuộc thi ngày hôm nay không ạ? Xin mời anh. Lời đầu tiên cho chào thầy ạ, và chào tất cả mọi người. Cảm nhận của em về cuộc thi hôm nay là tất cả các bạn thí sinh đều rất đẹp, rất tài năng, và không biết nói gì hơn thì chúc tất cả các bạn Vâng, có lẽ anh đã hơi quá xúc động bởi vì cảm nghĩ của mình trong ngày hôm nay.
Vâng, chắc là anh Nguyễn Hoàng đã dành hết tâm tư tình cảm của mình với những cái đường cọ makeup cho các bạn trong các bạn thí sinh. Và một lần nữa thay mặt các bạn thí sinh đã cảm ơn thương hiệu của anh rất nhiều vì đã khiến cho các bạn thí sinh lộng lẫy và đẹp đẽ nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Nguyễn Hoàng. Và một lần nữa chúng ta cùng vỗ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn quý nhà tài trợ. Quý vị và các bạn thân mến, như các bạn có thể thấy là ban giám khảo chúng ta vẫn còn đang rất là căng thẳng để lựa chọn ra gương mặt sẽ giành được vương miện của Miss Phương Đông, duyên dáng Phương Đông 2018. Và ở đây các bạn khán giả chắc cũng đang rất hồi hộp và chắc là mình sẽ xuống mình giao lưu thêm với các bạn khán giả để xem những cảm nghĩ của các bạn như thế nào về cái thí sinh của mình cổ vũ trong đêm ngày hôm nay. Không biết là cổ động viên của thí sinh Phan Thị Thái Hằng, các bạn cổ động viên của các bạn Phan Thị Thái Hằng đang vừa có một tràng pháo tay rất là khích lệ, rất là phấn khích, là chắc là Tấn Lộc sẽ được phép hỏi một bạn cổ động viên nào đó về cảm nhận của các bạn về phần thi vừa rồi của Thái Hằng nha. Cổ động viên của bạn Phan Thị Thái Hằng ở đâu ạ? Vâng, vâng, theo sự đề cử nhiệt tình của các bạn cổ động viên khác thì xin mời bạn có thể chia sẻ thêm ạ. Bạn có thể giới thiệu mình họ và tên của mình cũng như là bạn đến từ địa vị nào và cảm xúc bạn muốn dành cho Thái Hằng trong giờ phút này thì như thế nào? Xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong hội thi ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thanh Bình, em là sinh viên năm 2 khoa địa lý. Thật sự là rất cảm ơn ban tổ chức vì đã tổ chức ra một cuộc thi như thế này. Bản thân em là sinh viên khoa địa lý thì với một cái không khí đầy tính chất địa lý như thế này thì bản thân em cảm thấy rất là tuyệt vời. Đối với cuộc thi này thì chị Thái Hằng là một người chị trong chung câu lạc bộ với em thì em biết là bây giờ chị đang rất là run và rất là hồi hộp. Nhưng mà chị ơi, tụi em luôn theo dõi chị và sẽ ủng hộ chị dù kết quả có như thế nào chăng nữa. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều và chắc lẽ có lẽ là Thái Hằng. Tấn Lộc ơi, Thu Huyền cảm thấy rất là xúc động. Thực sự là chắc chắn là chị Thái Hằng của bạn cũng đang rất là xúc động ở bên trong khi đang chờ đợi kết quả mà nghe những lời động viên chân tình như vậy thì còn gì bằng. Kính thưa quý vị và các bạn, kết quả đang dần được hé lộ ở dưới bàn và giám khảo nhưng vẫn chưa xuất hiện trên tay của MC. Và nhưng mà chúng ta nãy giờ chúng ta đã được nghe những chia sẻ từ ban giám khảo, từ quý nhà tài trợ, từ các bạn khán giả, nhưng mà chúng ta vẫn chưa được nghe những chia sẻ đến từ các bạn thí sinh. Và chắc là kết quả cũng đã sắp có rồi. Bây giờ xin mời Tấn Lộc xin một lần nữa mời bốn bạn thí sinh cùng tiến ra sân khấu và chúng ta có thể những chia sẻ thêm với những người ủng hộ của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là đầu tiên cho Tấn Lộc được phép xin phép hỏi bạn Thái Hằng, bởi vì những chia sẻ vừa rồi của các bạn cổ động viên chắc chắn đang làm Thái Hằng khá xúc động. Và không biết là động lực nào đã khiến cho Thái Hằng quyết định tham gia Miss Phương Đông, duyên dáng Phương Đông 2018. Và trong suốt thời gian tham gia cuộc thi thì Thái Hằng đã cảm thấy mình nhận được gì và học hỏi được gì? Xin mời Thái Hằng. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của bạn MC. Thì động lực mà khiến em đi thi Miss Phương Đông này thì là do sự dụ dỗ của một bạn trong phòng là bạn Hà. Thì khi mà tham gia cuộc thi này á, em học hỏi được rất là nhiều điều. Trước khi đi thi thì em rất là nam tính. Em không thể đi kết quả tốt như bây giờ. Thì qua cuộc thi này thì em học được cách đi
nữ tính hơn, dịu dàng hơn. Thì cuộc thi giúp em biến mình thành một người con gái hơn so với trước đây. Vâng, Tứ Lầu đã thấy là Thái Hằng đang rơm rớm nước mắt, chắc là rất là xúc động trong suốt quá trình mình thi. Và đó cũng là một trong những mục tiêu của ban tổ chức khi tổ chức cuộc thi này. Sau cuộc thi Miss Phương Đông, các bạn thí sinh tham gia đều sẽ có những sự lột xác và trưởng thành hơn trong cuộc sống của mình. Lộc ơi, Huyền vẫn chưa thấy kết quả để công bố, nhưng mà Huyền thấy là mình lắng nghe chia sẻ của bạn Thái Hằng thì chắc chắn là ba thí sinh còn lại, các bạn ấy, nếu mà mình không hỏi cảm nhận của các bạn ấy, có lẽ các bạn ấy sẽ cảm thấy mình thiệt thòi. Cho nên là chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ dễ thương của ba bạn nữ sinh rất là duyên dáng đang đứng trên sân khấu đây. Các bạn thân mến, một trong những thí sinh mà có, tức là thấy có một lực lượng cổ động viên cũng khá hùng hậu từ đầu đến bây giờ của chương trình. Xin hỏi là cổ động viên của các bạn thí sinh Trần MB đang ở đâu ạ? Vâng, và chắc có lẽ là Tấn Lầu cũng muốn nhờ MB chia sẻ thêm là cái điều thành công nhất trong cuộc thi cũng như là cái điều hối tiếc nhất khi mà em đi tham gia Miss Phương Đông là gì ạ? Đầu tiên thì em xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây ạ. Điều thành công nhất mà em nghĩ em có sau cuộc thi này đó chính là kinh nghiệm, những mối quan hệ mở ra, em quen được nhiều bạn hơn, em học hỏi được nhiều hơn, em tự tin hơn trong cuộc sống sau này. Và điều hối tiếc nhất đó chính là giây phút sắp tới này đây là em sẽ phải chia tay với top 15 thí sinh, chia tay với ban tổ chức rất là tận tâm. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thí sinh MB. Tiếp theo, Tấn Lộc cũng muốn nghe được những chia sẻ từ thí sinh Dương Hà Vân ạ. Hà Vân thân mến, với bản thân Hà Vân là một sinh viên khoa Đông Phương học, thì Hà Vân nghĩ với cái lợi thế đó thì với việc đó thì Hà Vân cảm thấy mình có cái lợi thế gì khi tham gia Miss Phương Đông, và điều mà Hà Vân muốn học hỏi nhất khi tham gia cuộc thi này là gì? Dạ, trước hết là em xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn đang ngồi ở dưới. Dạ, thật ra là trước khi tham gia cái chương trình này, em chưa bao giờ nghĩ rằng là mình có một cái lợi thế đó. Em từ khả năng của bản thân đi lên và trải nghiệm được rất là nhiều điều thú vị. Em nghĩ mình đã đánh thức những cái khả năng tiềm ẩn của bản thân. Và bây giờ em có thể tự tin đứng trên sân khấu mà không có một chút căng thẳng. Em thấy mình đã trưởng thành lên rất là nhiều. Em xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên ủng hộ em. Em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn Hà Vân. Xin cảm ơn Dương Hà Vân là đại diện đến từ khoa Đông Phương học. Có một điều rất là vui và rất là hạnh phúc, có lẽ là cái chia sẻ của các bạn ban tổ chức cũng như là thầy Hồ Minh Quang là trưởng ban tổ chức lễ hội, đó là có sự tham gia của các bạn sinh viên đến từ các khoa bạn, và cũng một đại diện nữa đến từ khoa bạn, đó là khoa giáo dục. Thì mình xin được hỏi bạn Hồng Vân là bạn từ đâu mà bạn lại có cái thúc đẩy là mình tham gia vào cuộc thi này, và sau cuộc thi này thì bạn có ấn tượng gì về khoa Đông Phương học? Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của chị MC xinh đẹp. Và sau đây là câu trả lời của em. Trong ngôn sống của em là cuộc sống không phải là đi tìm chính mình, mà cuộc sống là phải tạo ra chính mình. Em đến cuộc thi này là để tìm những vật liệu để xây dựng cho thanh xuân của mình ngày một đẹp hơn. Và sau cuộc thi này thì em rất rất ấn tượng với khoa Đông Phương, đã mang đến cho em những bài học mới, những kinh nghiệm mới, những sự hiểu biết hơn về những sự giao hòa văn hóa của Việt Nam và nước trong Đông Nam Á. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn Hồng Vân rất nhiều. Và sau đây chúng ta cùng nhìn ngắm lại
top 15 ngày hôm nay đã tham gia dự thi trong đêm chung kết để nhận giấy chứng nhận và quà từ ban tổ chức. Và sau đây xin mời sự trở lại sân khấu của top 15 thí sinh xuất sắc nhất vòng chung kết cuộc thi Miss Phương Đông, duyên dáng Phương Đông 2018. Và sau đây các bạn trong top 15 sẽ nhận quà từ nhà tài trợ thương hiệu spa và chăm sóc Flora Spa. Xin mời anh Phạm Thành Anh, top 4 nét đẹp sinh viên nhân văn 2014, cựu sinh viên khóa 11 Trung Quốc học. Và chị Vũ Trang Tâm, đại diện thương hiệu spa, lên trao giấy chứng nhận và quà tặng cho các bạn. Và trong sắp sắc đẹp chăm sóc da Flora Spa. Vâng, một tràng pháo tay dành tặng cho top 15 thí sinh chúng ta được không ạ? Và các bạn, bên ngoài những giải thưởng chung cuộc chúng ta sẽ chờ đón công bố sau, thì ngay lúc này chúng ta sẽ cùng chúc mừng những giải thưởng phụ. Giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất, các bạn đoán là ai ạ? Và kính thưa quý vị, giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất, xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 100 Nguyễn Thị Vân Anh. Xin kính mời chị Nguyễn Lê Kiều Duyên lên trao giải cho thí sinh được yêu thích nhất. Chị Nguyễn Lê Kiều Duyên, Deputy Marketing Manager, Hệ thống Trường Quốc tế Viện Anh Quốc, Á Khôi 1, duyên dáng sinh viên Đại học Quốc gia 2012 và là Miss John Robert Power 2013. Xin trân trọng kính mời chị. Và xin mời thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh cùng chúng ta bước lên phía trước. Vâng, xin cảm ơn giám khảo. Kính thưa quý vị, tiếp theo là hạng mục giải thưởng thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất. Vâng, kính thưa quý vị, các bạn thí sinh chúng ta hôm nay được mặc cái bộ trang phục áo dài đến từ bộ sưu tập Phương Đông huyền bí của thương hiệu áo dài Yến Thanh. Và thí sinh đã được ban giám khảo bình chọn là thí sinh có mặt thể hiện phần thể hiện trong phục áo dài đẹp nhất. Thí sinh mang số danh 109 Trần Em Bi. Xin trân trọng kính mời chị Dương Yến Thanh là đại diện nhà tài trợ thương hiệu áo dài Yến Thanh sẽ lên trao giải thưởng cho thí sinh. Thank you.
chúc mừng thí sinh Trần Em My với giải thưởng thí sinh mặc trang phục áo dài đẹp nhất, và xin cảm ơn chị Yến Thanh đại diện thương hiệu may áo dài Yến Thanh. Và tiếp theo là giải thưởng trang phục dạ hội, thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất. Chúng tôi xin gọi tên thí sinh có số báo danh 095 Phan Thị Thái Hằng. Và sau đây xin được trân trọng kính mời Mr. Dustin đại diện thương hiệu, đại diện trung tâm ngoại ngữ Hoa Trí, Hoa Trí lên trao phần thưởng cho thí sinh Phan Thị Thái Hằng. Vâng, xin cảm ơn Dustin và cảm ơn bạn Phan Thị Thái Hằng. Tiếp theo là một giải thưởng phụ khác, giải thưởng Miss Tài Năng. Vâng, kính thưa quý vị, Miss Tài Năng là thí sinh đã thể hiện phần thi tài năng của mình ấn tượng nhất và được ban giám khảo công nhận. Các bạn nghĩ là ai ạ? Các bạn thân mến, có lẽ các bạn cổ động viên của thí sinh Trần Thị Phương Thảo đang rất nóng lòng thể hiện sự nhiệt tình của bạn với tiết mục bài chòi, đúng không ạ? Vâng, như vậy là không nghi ngờ gì nữa, xin chúc mừng thí sinh Trần Hoàng Phương Thảo, số báo danh 056 với danh hiệu Miss Tài Năng. Và sau đây xin mời giám khảo Nguyễn Dạ Hà An, quán quân Miss Phương Đông 2018, cựu sinh viên khóa 7 ngành Trung Quốc học, cựu đội trưởng đội hát câu lạc bộ văn nghệ xung kích CKT tiến lên sân khấu để trao giải thưởng Miss Tài Năng cho thí sinh Trần Hoàng Phương Thảo. Xin trân trọng cảm ơn chị Hà Giang và chúc mừng bạn Phương Thảo. Và một giải phụ cuối cùng chính là Miss Cộng Đồng. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 069 Lê Vũ Tuyết Nhi. Xin trân trọng kính mời Mr. Dustin đại diện trung tâm Anh ngữ Khoa Trí một lần nữa lên trao giải thưởng cho thí sinh. Thưa quý vị, như vậy thí sinh Lê Vũ Tuyết Nhi mã số 069 đã giành danh hiệu Miss Cộng Đồng của cuộc thi Miss Phương Đông ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn Lê Vũ Tuyết Nhi và cảm ơn Dustin rất nhiều. Kính thưa quý vị, như vậy là các giải thưởng phụ chúng ta đã được công bố. Một lần nữa xin mời top 4 thí sinh của chúng ta cùng tiến lên phía trước. Top 4 thí sinh, mỗi người đều có một nét đẹp riêng, tài năng, một khả năng riêng. Không biết rằng năm nay ai sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Phương Đông Duyên dáng Phương Đông 2018. Các bạn thân mến, kính thưa quý vị và các bạn, Tấn Lộc và Thu Huyền cảm thấy là đêm hôm nay thực sự rất giá trị với cái giải thưởng mà các bạn nhận được. Cho nên Thu Huyền và Tấn Lộc sẽ không phải là người công bố giải thưởng, mà xin trân trọng kính mời anh Mai Hoàng Sang sẽ lên sân khấu và công bố giải thưởng một cách trịnh trọng nhất. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón vị ban giám khảo của chúng ta. Thưa
Ở đây MC có nói là anh ơi, anh công bố theo cái danh sách mà anh chấm, tại vì anh ghi em không hiểu gì hết. Thực sự ra là ở đây á, để ra được cái bản danh sách này á, là toàn bộ năm giám khảo ở dưới là đã làm việc rất là cực lực, mà cả nhau chí chóe luôn, thiếu điều là muốn đánh lộn luôn. Bởi vì tất cả các bạn đều rất đẹp, rất tài năng và gọi là sao, xử trí rất là hay với những cái câu hỏi đặt ra, hoàn toàn không hề giống nhau. Nhưng mà các bạn đều trong khoảng thời gian ngắn mà các bạn suy nghĩ được một cái câu trả lời hoàn toàn xuất sắc như vậy, thì chứng tỏ là các bạn có một cái trí lực và tài sắc vẹn toàn. Thì ở đây kết quả chắc là không để các bạn đợi lâu nữa. Ở đây chúng ta có bao nhiêu người là khoa Đông Phương nhỉ? Không, anh đang hỏi là trong bốn bạn ở đây thì có bao nhiêu bạn là khoa Đông Phương nhỉ? Một hay hai các bạn? Xin chúc mừng thí sinh Dương Hà Vân, số danh 075, đạt giải tư của cuộc thi. Xin mời. Xin cập nhật lại là bạn Dương Hà Vân đã đoạt giải quán quân thứ 3 của cuộc thi. À, anh xin lỗi là tại vì anh còn hồi hộp với các bạn thí sinh nữa. Và bởi vì là cái cơ cấu của ban tổ chức đưa ra ban đầu so với cái phần chấm thi của ban giám khảo là nó có một chút xíu nó hơi không khớp nhau. Ở đây không khớp nhau là vì cái phần thể lệ các bạn cập nhật cho ban giám khảo nó không có được rõ ràng lắm, cho nên là ở đây á, bạn Dương Hà Vân sẽ đoạt giải Á quân thứ 3 của cuộc thi Miss Phương Đông năm nay. Xin chúc mừng thí sinh Dương Hà Vân, số báo danh 075. Và về vị trí Á quân thứ 2, Á quân thứ 2 sẽ là bạn số danh 095, Phan Thị Thái Hằng. Xin chúc mừng bạn. Xin mời bạn Dương Hà Vân và Phan Thị Thái Hằng cùng bước lên phía trước. Như vậy là chúng ta chỉ còn lại hai bạn. Thì anh nghĩ là hai bạn đang phải cố gắng là siết tay nhau để mà thể hiện cái tình thân mật, bởi vì ở đây là chỉ còn hai bạn đang tranh nhau cái vị trí cao nhất của cuộc thi. Theo các bạn sẽ là ai ạ? Anh vừa nghe một cái tên gì đó hả? MB ạ? MB hay là Hồng Vân ạ? Bao nhiêu bạn là ủng hộ bạn Hồng Vân ạ? Bao nhiêu bạn ủng hộ MB ạ? Vâng, Trần MB đã đoạt giải Á quân 1 của cuộc thi, số danh 109. Và xin chúc mừng bạn Vũ Thị Hồng Vân, số danh 032, đoạt giải quán quân của cuộc thi Miss Phương Đông năm 2018. Xin cảm ơn ạ. Xin đầu kính mời tiến sĩ Hồ Minh Quang, trưởng khoa Đông Phương Học, anh Mai Hoàng Anh, chị Kế Nguyễn Đình Châu, chị Nguyễn Lê Thị Nhi, ông Mai Thành Anh và chị Nguyễn Giá Ai cùng đến sân khấu để trao cái giải thưởng dành cho các người đẹp của chúng ta trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng quán quân của chúng ta. Xin được chúc mừng quán quân Vũ Thị Hồng Vân. Vũ Thị Hồng Vân
Á quân 1 Trần MB, Á quân 2 Phạm Thị Thái Hằng và Á quân 3 Dương Hà Vân. Hồ Minh Quang và chị Yến Thanh đại diện hiệu nhà máy áo dài Yến Thanh cùng trao phần thưởng quán quân cho thí sinh của chúng ta, bạn Vũ Thị Hồng Vân. Như vậy trải qua những vòng thi đầy căng thẳng, bạn Vũ Thị Hồng Vân đã đăng quang ngôi hoa khôi của Miss Phương Đông Duyên dáng Phương Đông 2018. Và chiếc quân miện được trao cho bạn sẽ là biểu tượng của nét đẹp sinh viên nhân văn, nét đẹp Miss Phương Đông. Và xin các bạn, quý vị và các bạn dùng tràng pháo tay thật lớn dành tặng cho các thí sinh chúng ta, và đặc biệt là hoa khôi Vũ Thị Hồng Vân được không ạ? Và sau đây xin mời một cách toàn vẹn và hoàn mỹ nhất. Và bạn cũng sẽ nhận được những phần quà hết sức giá trị từ các nhà tài trợ của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Miss Phương Đông Duyên dáng Phương Đông 2018 được tổ chức bởi Liên Chi, Hội Sinh viên Khoa Đông Phương Học đến đây là kết thúc. Chương trình hân hạnh được tài trợ bởi nhà tài trợ Kim Cương thương hiệu áo dài Yến Thanh, nhà tài trợ chiến lược Trung tâm Anh ngữ Nhất định Sống The English Center, nhà tài trợ đồng hệ thống Trung tâm Giáo dục Nhật Bản Izumi, công ty cổ phần giải pháp phần mềm Sài Gòn Y, dự án du học giao thoa MISD, nhà tài trợ đồng hành thương hiệu spa và chăm sóc sắc đẹp Flora Spa, thương hiệu Tristation, nhà tài trợ đồng phục Harahi. Chương trình được bảo trợ truyền thông bởi nền tảng đánh giá giáo dục EduTrue Review, Tino Studio, câu lạc bộ truyền thông C4. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý nhà tài trợ, các đơn vị bảo trợ truyền thông, những người luôn tâm huyết cùng ban tổ chức xây dựng chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đại biểu, quý khách mời cùng toàn thể quý khán giả đã đến tham gia chương trình đêm hôm nay. Và sau đây xin mời các bạn á khôi có thể tiến lên để chụp hình lưu niệm trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời Á Khôi 1, Trần MB. Xin mời bạn tiến lên phía trước và chụp hình lưu niệm cùng quý vị ban giám khảo, cũng như là tiến sĩ Hồ Minh Quang là trưởng khoa Đông Phương Học, trưởng ban tổ chức cuộc thi.
Xin mời quý vị và giám khảo của nhà tài trợ cùng chờ ảnh lưu niệm cùng với thí sinh Trần MB. Vâng, cảm ơn thí sinh Trần MB. Và tiếp theo xin mời Á Quân 2 Phan Thị Thái Hằng đến tiến đến chụp ảnh lưu niệm cùng quý vị nhân. Xin mời đại diện nhà tài trợ chị Yến Thanh, đại diện thương hiệu áo dài Yến Thanh cùng tiến lên chụp ảnh với các Á Quân của chúng ta. Sau đây xin mời các đơn vị nhà tài trợ cùng tiến lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn thí sinh. Xin mời đại diện Trung tâm Anh ngữ Nhất Định, Trung tâm Giáo dục Nhật Bản Izumi, đại diện Trung tâm Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Sài Gòn Y, xin mời thương hiệu Spa và chăm sóc sắc đẹp Laura Ba, xin mời thương hiệu Trước Station, đồng phục Harachi, và xin mời đại diện công ty Trung tâm Anh ngữ Khoa Trí. Và xin mời đại diện nhãn hàng Makeup, đại diện Nguyễn Hoàng Makeup and Academy cùng tiến lên sân khấu ạ. Và sau đây xin mời Á Quân 3 của chúng ta, bạn Dương Thị, Dương Hà Vân cùng tiến lên để chụp ảnh lưu niệm. Xin mời các nhà tài trợ cùng chụp ảnh lưu niệm với Á Quân 3 của chúng ta. Xin mời quý nhà tài trợ, quý vị ban giám khảo cũng như tiến sĩ Hồ Minh Quang sẽ cùng chụp hình lưu niệm cùng Á Quân 3 của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn thí sinh Dương Á Quân Ba chúng ta, Dương Hà Vân có nhận lời rất nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị đã đến với vòng chung kết Miss Phương Đông Nhân Bắc Phương Đông 2018. Và xin một tràng pháo tay dành tặng cho tất cả thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở Miss Phương Đông 2019. Vâng, xin được cảm ơn các bạn thí sinh, cảm ơn quý bà giám khảo, quý nhà tài trợ rất nhiều. Xin mời quý vị khán giả cùng tiến lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm của các bạn thí sinh của chúng ta.